Hello, xin chào anh em nhé Đèn pin thì mình đã review cho anh em khá là nhiều rồi Những cái mẫu đèn cầm tay giá giá rẻ hoặc là giá đắt thì cũng mình đã review rồi Đấy, Những cây chạy bằng pin, pin con thỏ, là pin bình thường ấy Thì cũng đã review cho anh em xem rồi Như những cái cây nhỏ nhỏ này chẳng hạn này Đấy Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em một con của Atrolux Đấy, Cái Atrolux thì trước đây mình đã review cũng tương đối cho anh em rồi Hôm nay có một cái con Atrolux mà nó chạy bằng pin con thỏ rồi anh em ạ Đấy, Chính là cái pin con thỏ này này Đấy. Thì không biết là siêu sáng hay không thì hôm nay mình sẽ test thử cho anh em xem nhé để xem thử con này như thế nào tại vì là cái này cũng khá là hay là nó có hai cái kiểu đèn anh em ạ tí nữa mình sẽ review chi tiết cho anh em xem như những con này này của uh, CNSKY thì cũng mình đã test thử cho anh em rồi thì nó là cũng là chạy pin con thỏ như thế này thôi Đấy, nhưng mà có đồ sáng thì rất là tốt luôn anh em ạ Đó, con này thì mình có làm một video cho anh em xem rồi đồ sáng cực kỳ tốt luôn anh em chưa xem video này của mình thì có thể xem lại trong kênh của mình nhé. những cái đèn này chạy bằng pin rồi này Đấy. Ở đây mình có một cái con Atrolux LT2 chạy bằng pin con thỏ hoặc là chạy bằng pin sạc đều được hết với điện áp là 1.2V, 1 đến 1.5V. mình sẽ mở hộp ra cho anh em xem thử nhá. Cái này thì mình cũng đã test thử qua rồi anh em ạ và cũng như tìm hiểu tính năng của nó rồi. đây là một quyển sách hướng dẫn của bên uh, CN Sky này. À quên nhầm. Cái này là Atrolux mình lại đọc nhầm anh em ạ. Đó. À, ở đây là những cái chế độ như là hai click nó chuyển sang trên những cái chế độ này hoặc là turbo này khi mà bật lên này đấy ba click thì nó sẽ đổi sang led càng hà này bốn click thì nó sẽ chuyển uh, vo có nghĩa là cái cường độ sáng thứ ấy năm click này để lốc lại này Nên nó kiểu như là một quyển sách hướng dẫn thôi à, con này thì nó sẽ có độ sáng tới là 1020 lumen nhé và cái khả năng chiếu xa của nó là tới là 101 m và có thể chống nước được IPX6 cái này thì mình sẽ bỏ qua nhé À, với phiên bản mà để gửi về Việt Nam ấy ở đây mình mua trên Banggood anh em ạ thì uh, bị cắt giảm cái pin chính xác của nó là nó sẽ có một viên pin 1,5 5 sạc ở đây đi kèm này nhưng mà về Việt Nam mình ấy thì nó sẽ bị cắt giảm nếu như anh em mà mua trên những cái trang web khác ấy, thì nó sẽ được uh, cả pin luôn nhưng mà mình mua ở với trên Banggood thì link mua hàng mình có để trong phần mô tả cho anh em vào tham khảo nhé phụ kiện đi kèm thì nó chỉ có một cái đai để anh em mà gắn vào đèn để móc vào móc vào đồ áo thôi Đấy, những cái đai để anh em mắc vào đầu áo này hoặc là móc vào chìa khóa này đó cái này cái kẹp và hai cái vòng cao su để anh em thay thế hai cái này là để anh em thay thế hai cái vòng cao su chỗ này này cái này, cái này thì kẹp vào đấy để, để móc vào thắt lưng thôi đèn này chủ yếu là mắc móc vào thắt lưng nó là một dòng đèn pin chạy bằng con thỏ như thế này thì nếu mà viên pin này anh em sử dụng ấy thì nó sẽ không được lâu đâu nếu anh em muốn sử dụng thì phải có cái pin đi kèm của nó hoặc là anh em mua loại pin 1,5V có dung lượng 1000mAh hoặc là 700mAh ấy, thì anh em sử dụng sẽ được lâu hơn Đấy, đây là tổng thể về cái đèn này nó có một cái à, giả quang cái nhựa giả quang anh em cái này thì nó là cái khuếch tán ánh sáng của cái đèn thứ hai của cái đèn này đây, ở đây nó sẽ có một cái đèn thứ hai đây này đó, đèn màu vàng, đèn này thì kiểu như anh em cắm trái, anh em đặt đứng thế này này, bật lên thì nó sẽ tỏa ra ánh sáng xung quanh. Còn đèn chiếu xa thì nó sẽ nằm ở vị trí này. Ủa, ở đây có một cái tem là hot. À, tem này tem bảo vệ len thôi. Chứ đèn này không thể nào đốt được cháy giấy đâu. Những cây mà đốt cháy giấy nhỏ nhỏ hôm trước mình đã review cho anh em xem ấy, thì cũng đã review rồi. LT2 này, Atronach. À, pin thì các bạn có thể bỏ ở vị trí này. Về những cái mẫu đèn của Atrolux thì mình đã review cho anh em xem rồi thì về thực tế là những cái đèn mà của bên Benatrolux này người ta làm với giá thành cũng tương đối là rẻ và cái chất lượng rất là tốt anh em ạ Đây Một cái đèn pin chạy bằng con thỏ thôi nhiều anh em bảo là tại sao mà đèn nó đắt như vậy Thì anh em phải nhìn ở bên trong cái đèn của nó đây đấy, Anh em phải thấy được cái bên trong của nó nó phải có công nghệ của nó thì nó mới đắt được như vậy đúng không Còn mà anh em mua bảo là mua một cái đèn là 150.000 hay là Hoặc là 200.000 ở trên Shopee Thực tế anh em mua về thì cái đèn đấy nó chỉ có cái led và cái bằng mạch led bình thường thôi Đấy thì nó giá thành thì nó sẽ rẻ hơn những cái đèn như thế này rồi những anh em chơi đèn thì không không gọi là à, không quá xa là khi những cái đèn mà đắt tiền nữa rồi đấy, bên bên trong này nó sử dụng cả cả IC điều khiển luôn này và bó tăng áp để nó à, tăng áp cho cái đèn này nó sáng lên luôn này đấy không biết là mặt trong này nữa thì mặt sau của nó ấy nó còn có cái gì nữa thì mình không biết nhưng mặt này thì nó đã phơi bày ra đây tất cả những cái công nghệ của cái đèn này đấy, anh em có thể xem nhé đèn này thì nó chỉ chạy một viên pin con thỏ này thôi là nó đã 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 cho anh em được một cái đồ sáng rất tốt rồi. đấy là pin này thôi nhưng mà thực tế là phải sử dụng pin sạc này, pin sạc đi kèm nó ấy, thì nó mới hiệu quả được. đi kèm nó là pin sạc anh em. đấy, nó sẽ có một cổng usb sạc ở chỗ này. À, trên đây thì nó sẽ có hai loại đèn, một loại đèn là tỏa sáng ra xung quanh và một loại đèn là chiếu xa. cái này thì nó sẽ phù hợp cho anh em nào đi cắm trại, sử dụng để chiếu các thứ ở đây nó sẽ có một cái giả quang này cái màng cao su giả quang ấy để nó khuếch tán cái ánh sáng ra à, bây giờ mình sẽ thử bật lên xem thử thế nào nhé đây mình sẽ ấn giữ lên là nó sẽ là cái đèn chiếu xa này đèn chiếu xa này để tăng giảm được cái độ sáng thì anh em ấn giữ nhé nó sẽ tăng giảm độ sáng lên đây là độ sáng hết nấc của cái đèn này khi sử dụng pin con thỏ pin con thỏ nha anh em à, theo cảm nhận đánh giá của mình thì nó sẽ không sáng bằng được bằng cái con atrolux này à, quên. Còn là uh, CN uh, CN Sky P10 này, anh em ạ. Con này con này nó sẽ sáng hơn. Đấy, con này nó sáng hơn nhiều. Đó. Đây, hai con anh em mình sẽ chiếu cho anh em xem này. Con này có vẻ nó giọt hơn nhưng mà con này thì sáng mạnh hơn. Đấy, con này thì uh, uh, khá là đắt tiền. Nó sẽ đắt hơn con này anh em ạ. Đấy, atrolac LT2. Đây là độ sáng sáng mắc mắc của nó nhá. Sáng yếu nhất này. Đấy, sáng yếu nhất này. Sáng tăng lên này, tăng mắc công suất này ấn hai lần là ấn hai lần nó sẽ chuyển ấn hai hay ba lần ấy, thì nó sẽ chuyển qua cái đèn màu vàng này đèn này cũng tương tự như vậy anh em ấn giữ để tăng giảm độ sáng ấn 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 nhà thì nó sẽ tắt này ấn lên nó sáng này ấn giữ thì nó sẽ tăng cái độ sáng lên đấy nó là một cái đèn màu vàng khi anh em lắp vào cái chóa led này cái chóa khuếch tán này ấy. thì anh em đi cắm trại đi gì đấy anh em bỏ trong lều ấy, thì nó sẽ khuếch tán cả một cái lều cho anh em sử dụng đó đây là cái chóa khuếch tán nhé hoặc là không cần cái này cũng được cái này thì nó sẽ dịu hơn anh em nhìn vào đây thì nó sẽ dịu hơn so với anh em để ra thế này để ra này thì nó vẫn là khoách tán ra xung quanh cả nhưng mà nó nó nhìn vào cái led này hơi chói mình sẽ mở cái led này ra cho anh em trường hướng luôn này cho anh em chiêm ngưỡng công nghệ của của cái đèn này ở đây nó sẽ có bốn cái đèn led màu vàng xung quanh và một cái đèn led chiếu xa ở giữa ở toàn bộ thì nó chỉ có như vậy thôi đây anh em có gì xem này mình bật lên nhá Đấy, khi bật lên này ấn một cái này đèn xung quanh là một vàng tăng độ sáng lên đó à, mình thấy cái ánh sáng thì nó sẽ đủ cho anh em sử dụng thôi chứ thực tế thì nó không mạnh bằng con P10 CSK P10 anh em Đấy, tại vì con này nó cũng rẻ hơn một xíu mà Đấy, anh em có thể tham khảo giá con này ở trên mạng mình có để link trong phần mô tả cho anh em vào tham khảo ấy Đấy, tí nữa mình sẽ test thử cho anh em xem cái độ sáng bên ngoài khi mà chiếu sáng với con này như thế nào nhé mình làm mất cái này rồi đó. Về cái đánh giá trước mắt về con Arolac LT2 này thì mình thấy là cái đèn màu vàng này thì nó sáng rất là mạnh. Còn cái đèn chiếu xa này thì mình không biết là nó có thể chiếu được 100m hay không tí nữa mình sẽ test thử nhưng mà mình nghĩ là chắc là uh, 100m thì nó sẽ không thấy rõ đâu. Chiếu thì thì vẫn chiếu được hoặc là do viên pin của mình. Đấy, khi mình bật, bật mắc mắc công suất của nó này. Đấy, thì nó cũng chỉ là ngang ngửa với cái đèn nhỏ nhỏ này thôi anh em ạ. <laughs> đèn này tuy vậy nhưng mà nó khá là sáng. Đây, anh em thấy chưa cái đèn nhỏ nhỏ này này tuy như vậy nhưng mà nó rất là sáng để anh em thấy là à, khi mà mình để so hai bên chưa mình à, thử cái đèn này nhá cái này thì à, ấn dưới này à, đây ấn dưới cái này mình phải để trong phòng thì nói chung là nó cũng đủ à, chiếu sáng để cắm trại thôi anh em ạ không à, không đủ à, để mình uh, sinh hoạt bình thường. Nếu anh em nào đi trài bằng cái đèn này chủ là trài thôi. Đấy. Thực tế thì nó không nếu mà để trong phòng ấy, thì thì, thì uh, để mà sinh hoạt bình thường ấy, thì nó không đủ. Nhưng mà cắm trài thì nó lại đủ, cắm trài thì thoải mái. Đấy. mình để dưới nhà dễ nhìn hơn. Đây, đây là ánh sáng uh, của cái đèn này. À, đây là cái loại ánh sáng tỏa nhé, tỏa thì nó sẽ phù hợp với uh, cắm lều cắm trải thôi chứ còn thực tế thì để chiếu sáng trong một gia đình để sử dụng các thứ gì nó này không sáng mạnh anh em ạ chủ yếu là trong lều trải anh em làm cái gì đấy đặt giữa giữa lều ấy đấy. đây là chế độ đèn pin này mình sẽ tăng độ sáng lên này giảm này tăng lên dần này đây là mắc công suất thì với cái đèn này thì mắc công suất thì nó sẽ không được sáng bằng cái đèn của Cyan sky cũng là sử dụng pin hay nó chủ chủ yếu là đủ chiếu sáng bình thường giống như cái đèn pin bình thường anh em ạ Đấy, đồ sáng thì nó cứ so sánh như những, những cái đèn pin bình thường thôi anh em mua mấy chục nghìn đấy thì nó bằng cái đèn pin đấy cũng không sáng lắm nha nói chung là cái này là đủ dùng tại vì mình đang sử dụng pin của nó là pin con thỏ đấy, ấn hai ba lần gì đấy nó sẽ chuyển đổi sang cái đèn vàng này này ấn tiếp là nó sẽ chuyển đổi sang cái đèn chế độ là uh, sáng turbo của cái đèn này ok anh em ạ thì uh, sau khi trải nghiệm qua về cái đèn đấy thì mình thấy cái độ sáng con này thì nó cũng ở cái mức bình thường thôi à, với cái đèn chiếu xa này này thì nó cũng uh, y hệt như những cái đèn mà giá rẻ trên thị trường anh em mua như những cái đèn mà sáu bảy tám mươi nghìn ấy. đấy không biết là do cái viên pin của mình hay hay như thế nào nhưng mà mình đã test thử qua một hai viên thì mình cũng đầu độ quá đã đổi qua một hai viên thử ấy, thì thấy nó xả khá là cao viên pin này nó có thể ấm lên này nếu mà mình sử dụng pin con thỏ mình nghĩ là nếu mà cái này thì chính xác nó ra ấy thì phải sử dụng cái pin 1,2V hoặc là 1,5V loại pin sạc ấy thì nó mới cho được cái dòng xả tốt chứ dòng pin con thỏ này thì nó mình nghĩ là nó cũng chả chạy được bao nhiêu đâu đấy thì thấy cái độ sáng khi test thử qua bên bên này thì thấy độ sáng cũng bình thường thôi không gọi là không mạnh chỉ có cái này này cái độ sáng này là cũng gọi là tạm được đấy đấy là cái đánh giá cá nhân của mình về thực tế nhất khi mình sử dụng cái đèn này đấy còn về những cái tính năng cơ bản như là à, có thể cảnh báo này à, đèn đèn này để đèn, đèn, đèn trong lều này và đèn chiếu xa này. Đấy, các chức năng như nhấp nháy cảnh báo thì gần như là tất cả những cái đèn ở trên thị trường đều có những cái tính năng đấy đều đều có hết. Thì với một cái đèn như thế này và mức giá và cái độ sáng ấy thì mình thấy cái đèn này cũng tương đối là ok nhưng mà không được sáng lắm về cái điều cái đèn xa này các bạn ạ. Mình chỉ thấy là cái đèn xa này thì nó sẽ không sáng mạnh lắm thôi, hay là do bên pin thì mình cũng chưa thử. Đấy còn nếu mà so với những cái đèn này thì những cái này nó sẽ sáng tốt hơn này, mặc dù cái LED nó cũng khá là bé. Nhưng cái này có độ sáng rất là tốt anh em ạ cây này cũng là sử dụng pin con thỏ nhưng mà độ sáng rất là tốt luôn và là siêu sáng luôn đấy. đấy cây của Cienki uh, nó hơi đắt một xíu, còn cây này là cây để dùng dành đi câu cá rồi. cái này thì không sử dụng nhiều. chủ yếu là bơm lên lúc nào mình câu cá hoặc là lấy mồi lấy các thứ ấy, mình sẽ sử dụng cây này. Đấy. Ok thì như vậy là đánh giá nhanh của mình về cây Astro LT2. thì các bạn có cảm nhận gì về cái đèn này thì các bạn cứ comment ở bên dưới video nhá và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. chào anh em nhé.